Như video trước, với 20 triệu bà con có thể nuôi được những giống vật nuôi nào, trong đó có con dúi là giống vật nuôi điển hình và mang lại giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc. Vậy giá dúi giống khi bà con mua về là bao nhiêu, cách làm chuồng nuôi như thế nào và thức ăn cho giống dúi này có khó hay không? Bà Phun Nông Nghiệp xin mời bà con cùng theo dõi hết video và nếu bà con thấy video hữu ích thì bà con đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết và đăng ký kênh để theo dõi những video mới hơn về những thông tin nông nghiệp. Giá dúi giống năm 2023 là bao nhiêu? Là câu hỏi mà bà con đặt ra trước khi chọn mua dúi giống về nuôi. Khi biết được giá bán dúi giống, bà con sẽ tránh được mua phải dúi giá bán cao. Hiện nay, dúi là loài động vật hoang dã đã được đông đảo bà con tìm hiểu và lựa chọn để nuôi. Mặc dù hiện có khá nhiều trang trại bán dúi giống, nhưng có rất ít trang trại công khai giá bán. Dưới đây, bà Phun Nông Nghiệp sẽ chia sẻ cho bà con giá bán dúi năm 2023 mà chúng tôi thu thập được. Giá dúi mốc đại, loại tách mẹ có trọng lượng 3 lạng, giá 1 triệu 4 trên 1 cặp. Loại 4 đến 5 tháng, có trọng lượng từ 4 đến 5 lạng, giá 1 triệu 6 trên 1 cặp. Loại hậu bị, từ 8 đến 9 lạng, có giá bán 2 triệu 2 trên 1 cặp. Loại sinh sản đang giao phối, từ 1 đến 1,2 kg, giá 2 triệu rưỡi 1 cặp. Về dúi má đào Thái Lan, dúi má đào Thái Lan tách mẹ, giá 3,5 triệu trên 1 cặp. Dúi má đào Thái Lan 3 tháng tuổi, giá 5 triệu trên 1 cặp. Dùi má đào Thái Lan 4 tháng tuổi, giá 6 triệu trên 1 cặp. Dùi má đào Thái Lan 5 tháng tuổi, giá 7 triệu trên 1 cặp. Dùi má đào Thái Lan hậu bị, có trọng lượng 2 kg đến 3 kg, giá 15 triệu trên 1 cặp. Dùi má đào Thái Lan bố mẹ đã sinh sản, từ 1 đến 2 lứa, giá 20 triệu trên 1 cặp. Vậy còn cách làm chuồng như thế nào và cách nuôi dúi chuẩn như nào? 3 phút nông nghiệp xin mời bà con cùng xem tiếp video. Cách làm chuồng nuôi dúi cũng là một phần cực kỳ quan trọng, quyết định đến hiệu quả cũng như chất lượng của đàn dúi khi xuất bán. Đặc điểm, yêu cầu, nơi đặt chuồng dúi. Chuồng nuôi dúi phải kiên cố, vững chắc và ngăn được ánh sáng trực tiếp vì dúi là loài động vật sống trong những hang tối. Nếu quá sáng sẽ khiến chúng bị hoảng sợ, nặng hơn là đau mắt và thậm chí là bị mù. Tốt nhất, bà con nên làm kiểu chuồng nửa sáng nửa tối để chúng dễ thích nghi và sinh sản tốt. Chuồng nuôi dúi phải thông thoáng, sạch sẽ, có mái che để nước mưa không văng vào mắt dúi. Chuồng nuôi dúi không nên đặt ở những nơi có nhiệt độ cao, hãy chọn những nơi mát mẻ và có lắp quạt tản nhiệt càng tốt. Địa điểm đặt chuồng nuôi dúi phải thật yên tĩnh, tránh xa nơi ở của những loài động vật khác như chó, mèo, rắn hay chuột để tránh gây hại đến chúng. Nên tại nơi nuôi dúi, hãy làm bằng xi măng dày từ 8 đến 10 cm để dúi không thể đào hang. Chuồng dúi nên có độ nhẵn đáng kể để chúng không thể chui ra. Vậy thức ăn của chúng gồm những gì, có dễ tìm kiếm không? Dúi là loài vật gặm nhấm, chúng ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau, nhưng phần lớn là rễ, củ măng, các loại cây họ tre, nứa, trúc, mía, cỏ voi, củ quả các loại, cây ngũ cốc, sắn, khoai lang. Chúng ăn một số loại rau xanh như rau muống, rau cần hay cây bụi. Nuôi dúi thương phẩm có thể bổ sung thêm các loại thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn động vật như côn trùng, ốc, giun đất, thức ăn bổ sung chất khoáng. Tuy nhiên, thức ăn cứng vẫn phải bắt buộc có trong khẩu phần ăn của dúi. Lượng thức ăn mềm chiếm ít hơn vì theo một số nghiên cứu, nếu cho ăn quá nhiều thức ăn mềm sẽ làm dúi bị tiêu chảy. Chúc bà con chăn nuôi thành công và hãy nhấn like, đăng ký kênh 3 phút nông nghiệp và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết.